Xin chào quý vị và các bạn. Từ hôm nay, cả ba miền nước ta sẽ bước vào một chu kỳ tăng nhiệt mới. Thậm chí từ ngày mai, nhiều nơi còn xuất hiện nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm. Trời nắng nhiệt tăng là do những hình thái gây mưa đã suy yếu nhanh. Thay vào đó thì vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và hoạt động mạnh, khiến cho cả Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt tăng nhanh. Còn ở Nam Bộ, khối khí ổn định cũng đang bao trùm, khiến cho hôm nay khu vực này duy trì nắng nóng trên diện rộng. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng 4, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt cũng có khả năng xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ. Quý vị cần hết sức lưu ý giữ sức khỏe trong những ngày thời tiết thay đổi như hiện nay. Trở lại với thời tiết khu vực, hôm nay Bắc Bộ trời chuyển nắng, nền nhiệt đồng loạt tăng nhanh khoảng 3-4 độ. Khu vực Tây Bắc mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 30-33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mức nhiệt cũng tăng lên 28-31 độ. Ở Trung Bộ, hôm nay mưa cũng rất nhanh, trời chuyển nắng từ sớm, nền nhiệt trong ngày ở miền Trung cũng bật tăng với ngưỡng nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay ở các tỉnh thành phố. Từ Thanh Hóa trở vào tới Bình Thuận sẽ tăng lên ngưỡng từ 30-33 độ. Ở phía Nam, thời tiết cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ quay trở lại trạng thái ít mây nắng gắt. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt cao từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Ngay cả ở các tỉnh vùng cao, mức nhiệt cũng chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió có hướng Nam đến Đông Nam với cường độ cấp 3, cấp 4. Khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió yếu. Các khu vực biển nước ta mưa giảm còn vài nơi, thời tiết tốt. Sau những ngày mưa dông bất ổn định thì hôm nay thủ đô Hà Nội sẽ có nắng trở lại. Trời nắng nhưng chưa quá gắt với mức nhiệt vừa phải, dao động ngày đêm từ 22 cho đến 30 độ, rất lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Từ ngày mai thì Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ tăng nắng, tăng nhiệt trên diện rộng, khả năng xuất hiện nắng nóng ngay đầu tuần tới. Còn ở Trung Bộ, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay mưa cũng dứt, trời có nắng trở lại cùng với nền nhiệt tăng nhanh. Vào sáng sớm và đêm trời mát với mức nhiệt khoảng 23-24 độ. Còn ban ngày, mức nhiệt cao nhất vào khoảng 30-31 độ. Cũng từ ngày mai, trời nắng mạnh và nhiệt tăng nhanh, dự báo xuất hiện nắng nóng trong vài ngày tới. Ở phía Nam, chuỗi ngày nắng nóng gay gắt vẫn đang duy trì. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng mạnh ngay từ sáng, nền nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 36-37 độ. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Các hoạt động vui chơi có thể lùi đến tối nay khi mà nắng tắt, nhiệt hạ nhanh và trời chuyển mát trở lại. Không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa dông diện rộng cho Bắc Bộ với nhiều điểm có mưa vừa mưa to. Thế nhưng từ ngày mai 30 tháng 3 khi các hình thế này suy yếu thì mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh. Cùng với đó, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ có xu hướng phát triển và mở rộng dần khiến cho nền nhiệt tăng lên nhanh chóng. Nằm gần vùng áp thấp nóng, phía Tây Bắc Bộ trời nắng từ sớm với nền nhiệt tăng nhanh, có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35-36 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, trời cũng chuyển nắng nhiều, mức nhiệt tăng nhanh lên mức 32-35 độ.
Vùng áp thấp nóng cũng là hình thế chính sẽ tác động và chi phối thời tiết khu vực Trung Bộ trong 3 ngày tới. Mưa giảm nhanh và thay vào đó thì trời chuyển nắng cùng với nền nhiệt tăng nhanh đáng kể. Thậm chí từ ngày 31 tháng 3, nắng nóng sẽ lan rộng ra nhiều nơi ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nền nhiệt dao động từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Còn với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết vẫn duy trì nắng vào ban ngày với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Mưa dông nếu có cũng chỉ xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm, vẫn cần đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Ở phía Nam, cao điểm của mùa khô với thời tiết chủ đạo là nắng gắt và nóng bức trong 3 ngày tới. Dự báo nắng nóng không chỉ ở miền Đông mà còn lan sang cả miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt 34 cho đến 37 độ, có nơi còn trên 38 độ. Ngoài mức nhiệt cao, độ ẩm không khí giảm thấp chỉ khoảng 40 đến 50%. Do trời vừa khô lại vừa nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư là rất cao. Ngoài ra thì nắng nóng còn ảnh hưởng tới sức khỏe do mất nước, kiệt sức hoặc là sốc nhiệt, vì vậy quý vị cần hết sức lưu ý. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Nam, Tây Nam. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió có hướng Đông, Đông Nam, với cường độ duy trì mức gió yếu khoảng cấp 4. Trời ít mưa nên thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải. Thank you.